Khi bị huyết áp thấp, có một số biện pháp bạn có thể thực hiện để tăng cường sức khỏe và giảm các triệu chứng khó chịu. Dưới đây là một số cách giúp bạn đối phó với tình trạng này. một Uống đủ nước Hít rác hóa, uống nhiều nước trong ngày để duy trì lượng máu trong cơ thể và ngăn ngừa mất nước, đặc biệt là trong những ngày nóng hoặc khi bạn hoạt động thể chất. 2. Ăn uống hợp lý Chia nhỏ bữa ăn ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì ăn 3 bữa lớn để duy trì lượng đường trong máu ổn định. Ăn mặn hơn, thêm một chút muối vào chế độ ăn, theo lời khuyên của bác sĩ, vì nát trị có thể giúp tăng huyết áp. Thực phẩm giàu dinh dưỡng, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B12 và folate như trứng, sữa, thịt đỏ, rau lá xanh và các loại hạt. 3. Thay đổi tư thế cẩn thận Đứng dậy từ từ khi chuyển từ tư thế nằm hoặc ngồi sang đứng. Hãy đứng dậy từ từ để tránh chóng mặt hoặc ngất xỉu. Ngồi lại nếu cảm thấy chóng mặt. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy, hãy ngồi xuống ngay lập tức để tránh ngã. 4. Mặc quần áo phù hợp. Quần áo nén, sử dụng quần áo nén hoặc vớ nén (compression stockings) để giúp ngăn máu dồn xuống chân và hỗ trợ tuần hoàn máu. 5 tránh các yếu tố gây kích thích. Tránh đứng quá lâu, hạn chế đứng yên một chỗ trong thời gian dài. Tránh môi trường nóng, tránh tắm nước nóng. Phong sông hơi hoặc môi trường quá nóng vì nhiệt độ cao có thể làm giảm huyết áp. 6. Tập thể dục đều đặn Tập thể dục nhẹ nhàng, thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, để cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. 7. Thăm khám bác sĩ điều trị y tế. Nếu bạn thường xuyên bị huyết áp thấp hoặc các triệu chứng nghiêm trọng, hãy thăm khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị phù hợp. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc hoặc đề xuất các biện pháp điều trị khác dựa trên nguyên nhân gây hạ huyết áp của bạn. 8. Lưu ý khi uống thuốc. Tuân thủ theo chỉ định. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ và không tự ý ngừng hoặc thay đổi liều lượng. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và thăm khám bác sĩ nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Việc điều trị và phòng ngừa huyết áp thấp hiệu quả đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự tuân thủ theo các lời khuyên y tế. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây. Để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào, hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.